Vân Lan Cường Thúy xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Phiên tối của ngày hôm nay 27 tháng 3 năm 2020, em vừa mới cập bến được mấy cái lô hàng rừng nhá. Trâu hàng móc rừng này. Xuất sắc luôn. Bao đẹp, bao lỗi lá nhá. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ Vườn Lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Bên cơ sở Lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà mọi người nhận hàng mới phải thanh toán tiền nhé. Và toàn bộ những cái đơn trâu của ngày hôm nay thì em đều không bao ship. Nên là mọi người lưu ý giúp em này. Phí ship thì nó cứ xê dịch khoảng tầm 33k. Nếu mà cái thùng nào mà nó nặng cân ấy, thì là phí ship nó sẽ nhỉnh hơn một chút nha mọi người nhé. Chứ không thể nào mà là thùng 2 cân cũng 33k mà thùng 5 cân cũng 33k được ạ. Đây hôm nay thì em có tất cả là 30 mã trâu này. Bánh mã từ T1 đến T30. Hai là nó là cái hàng rừng cho nên nó chỉ có duy nhất một màu hoa trắng tím thôi cả nhà nhá. Hàng này thì em bao đẹp bao lỗ cho cả nhà. Cho nên là nhiều khi có những cái đơn nó 10, 15 cây, 20 cây ạ. Thì em sẽ không quay chi tiết được. Cho nên là em cứ bao đẹp cho các bác nhá. T1 5 cây 500k này, trung bình 100k một cây. Đặc biệt cái lô hàng này của nhà em này là khi mà mọi người nhận hàng đấy ạ. Bình thường là những cái lô hàng khác thì các bác còn phải kích dê đúng không ạ? Nhưng mà cái lô này nhá, những cái dê non nó đã ra hết rồi cho nên là khi mà các bác nhận hàng mọi người cứ bỏ ra ngoài cho em khoảng 2 ngày thôi. 2 ngày sau thì các bác tiến hành phun cho nó, tưới xương xương và các bác tiến hành ghép được luôn nhá. Vì là cái dê non nó đã phát triển hết rồi, nó đã bắn hết ra rồi nhá. T2 7 cây này 520k. Đây này, cái mã này nó là cây mẹ con nhá. Cây mẹ con này 7 cây. Hàng bao đẹp bao lỗi này. Cái này thì nó cũng tương lá, nó tương đối to đấy ạ. Hàng lá xếp này lá tương đối to nhá. Không dám nói đây là lá mít, nhưng mà mọi người có thể thấy rõ luôn này. Nó hiển thị rõ luôn trên màn hình nhá. Cái lá này nó tương đối to và dày. T3 này, cái mã này là mã cây nhỏ, cây giống mọi người mua về làm giống này, 10 cây 350k này. Đây là những cái cây con này dễ nó đã ra hết rồi này. T4 này, T4 mã 7 cây 480k. Rẻ đẹp luôn nhá. Đây cái này nó là rẻ 2 cây, em tính là 1 cây nhá cả nhà nhá. Chuẩn từng mm luôn. Mẹ số 5, 5 cây 600 này. Đây này. Xếp đẹp luôn. Mẹ số 6 này, 10 cây 450 này. Trung bình là 45k một cây. Mã số 7 này, mã hàng cây to nhá. 5 cây 600, cây này là cây mẹ con nhá. Đây mọi người nhìn thấy cái rễ này. Rễ non này nó bắn ra rất là dài rồi. Đẹp, hàng này đẹp thật. T8 này. 6 cây 480k. Mã số 9 này. 7 cây 420 này. Đây này. Đến mã số 10 ạ. Đâu? Mười thì người tự dưng nó quá 24 đầu không vậy? Thế cho nên mình phải đi tìm. Mét số 10 này. 5 cây này, 5 cây siêu to nhá, 800k. Đây này các bác này. To lắm luôn. Này. To kinh khủng luôn nhá, 5 cây. Siêu to luôn. To đẹp nhá. 5 cây 800. Mã số 11 này, 5 cây 420k. Đây cái này nó là dề mẹ con này. Có 2 cây dề mẹ con luôn này này. Đấy. 420 nhá. 12 này. 12 cái mã này là mã 10 cây 450.
45.000 một cây. Má 13. 5 cây 450 này. Em bao hàng đẹp, bao lôi lá cho các bác nhá. Má 14 này, sang má 14 này. Má 14 là má 10 cây này, 600k này. Má 15 này. Năm cây 400. Cây này là cây mẹ con nhá. Cái lô hàng này nó rất là nhiều cây mẹ con luôn. 5 cây 420 nhá. Mười sáu này. 7 cây 420 này. Đây cây mẹ con này. Đẹp xuất sắc luôn. 17 này. 7 cây 420 này. 18 này. 5 cây 350 này. Trung bình 70.000 một cây. Đây, cái này nó là dề nhá, một dề 2 cây này. Dề mấy cây luôn đấy. 1 này. 2 cây ạ. 2 cây nhá. Dề 2 cây tính là 1 cây, 18. 19 này. 10 cây 550 này. 10 cây 550 cả nhà nhá. 20. 7 cây 400. Mã 20 ạ, 7 cây 400 này. 21 này. Úi giời. 20 cây nhá, 600k. 20 cây 600. Sao tự nhiên 24 là tít đấy. 22 10 cây này. Má 22 bé đổi cho cháu cây này cái. Lỗi rồi, cắt lá rồi. 22 10 cây 400 này. 22, các bác đợi một chút em sẽ đổi vào một cây nhá. Có một cây nó bị cắt lá. 23. Nó cứ xem mấy cây vừa rồi ấy. Đây này, thế vào một cây bị lỗi lá đấy nhá cả nhà nhá. 23 này, 23 mã này là mã 4 cây 600. Đây. 24 nó tít trên này. 24 5 cây 600 này. Năm cây nhá. Đó. Mã 25. Đây mã 25 5 cây 540 này. Ngoài cái mã hàng cây nhỏ này ra thì cây to nhà em cũng có rất là nhiều nhá. Bác nào mà có nhu cầu mua cây to thì mọi người cứ gọi điện, em sẽ chụp ảnh cho mọi người chi tiết hơn nhá. 26 này. 10 cây 500 này. Đẹp quá. 50.000 một cây. 27 này. 15 cây 450 này. Mã cây cây giống nhá, cây nhỏ này 15 cây 450. 28 này. 5 cây 450 này. Con này là to chưa? 5 cây. 29 này. 6 cây 470 này. Cây này là cây mẹ con này. 30. 7 cây 480 này. Cây mẹ con nhá.
Em có một cái giò trầm thiên long này, nụ bộp nhá, chuẩn bị hoa đi ạ. 300k giò này nhá cả nhà nhá, hàng thuần vườn này, đẹp lung linh luôn, thân mập nhá. Cái này nó có ba thân hoa, một mầm gốc, một hai mầm gốc gì đấy đây ạ. 300k một con trầm thiên long, hoa phun luôn. Tiếp theo ra đi sang một cái mã hàng cân, nó là cái hàng năm cánh trắng họng tím này. Bà cho cháu mượn cái điện thoại của cháu ấy, hình như trên mặt bàn này. Năm cánh trắng họng tím nhá cả nhà nhá, tìm cho mọi người xem cái mặt hoa thực tế của nó đẹp lắm. Đây này, nét căng luôn nhá, bông to này, hàng đang có nụ nhá. Đó, hàng này thì nhà em cứ chia theo bó nhá cả nhà nhá, chia theo bó này. Đây ạ, một bó như này nhá, một bó như thế này này là 200k nhá các bác nhá. Đây, hàng đang bắn nụ chi chít luôn này. Một bó như này là mọi người đã ghép được một cái giò tương đối rồi nhá, tương đối đẹp rồi này. Đấy, một bó như này là sẽ được một giò nhá, 200k một bó nhá cả nhà nhá. Năm cánh trắng lưỡi tím này, hàng đang chi chít nụ luôn nhá. Cái này thì nụ gần như là phun từ gốc đến ngọn này, mầm gốc cũng đang bắt đầu lên rất là nhiều. Đây, hàng này thì nó còn nói là 100% là thân hoa nhá, đảm bảo luôn. Đối với cái hàng này thì có thể là trong cái quá trình vận chuyển nhá, những cái nụ này này có thể nó sẽ bị rụng một vài cái nhá mọi người nhá. Đây, hoặc là có một vài ngọn ấy ạ, nó sẽ bị hơi bị gãy một chút ở đầu ngọn thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì nhá các bác nhá. Hoa nó vẫn ra đều, hàng này thì nó đặc biệt khô ráo rồi, cho nên là mọi người yên tâm mua. Cái thứ nhất là lợi cân này, cái thứ hai là vận chuyển đường xa nó không sợ bị thối nhũ này làm sao nhá.